Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của tất cả pháp môn tam ma địa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của tất cả pháp môn tam ma địa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của quả dự lưu, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của quả dự lưu, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của quả nhất lai bất hoàn a la hán, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của quả nhất lai bất hoàn a la hán, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của quả vị độc giác, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của quả vị độc giác, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của tất cả hạnh đại Bồ Tát, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của tất cả hạnh đại Bồ Tát, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện.